Phật dạy, này thiện hiện, vì chân như chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì chân như chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì chân như là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì thánh đế khổ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì thánh đế tập diệt đạo chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì thánh đế khổ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì thánh đế tập diệt đạo chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì thánh đế khổ là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được vì thánh đế tập diệt đạo là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì bốn tịnh lự chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì bốn tịnh lự chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì bốn tịnh lự là Pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó Bát Nhã Ba La mật đa thanh tịnh. Phật Dạy này thiện hiện vì tám giải thoát chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La mật đa thanh tịnh. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng thể đạt được nên Bát Nhã Ba La mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tám giải thoát chẳng thể đạt được, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng thể đạt được, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì tám giải thoát là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì bốn niệm trụ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì bốn niệm trụ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì bốn niệm trụ là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh